Xin chào cô chú anh chị. Đầu clip xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương thuộc phường 1, quận 10 đang có nhu cầu bán. Với diện tích ngang 2,6m, chiều dài là 20m, diện tích đất được công nhận là 52m2. Kết cấu trệt lửng 3 lầu, diện tích sàn là 180m2, 7 phòng ngủ, 8 WC. Hiện trạng thì đang cho thuê 30 triệu đồng một tháng, hợp đồng còn 6 năm. Sổ giấy tờ cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng. Hướng chính là hướng Đông Nam và hiện tại giá gia chủ đang chào bán là 12,8 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về căn nhà này.